Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An, một hoạt động nghiệp vụ thường niên được tổ chức suốt 27 năm qua, nơi hội tụ những tác phẩm xuất sắc, nơi thể hiện niềm đam mê của những người làm báo nói, báo hình trên quê hương Nghệ An. Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2022 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022 với nhiều hoạt động nghiệp vụ bổ ích. Từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 24 tháng 10, trao đổi tập huấn nghiệp vụ, giảng viên là các phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật, giảng viên là các kỹ sư giàu kinh nghiệm của Trung tâm Sản xuất Chương trình Đài Truyền hình Việt Nam. Từ 14 giờ đến 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, trao đổi về các tác phẩm tham gia liên hoan phim năm 2022 cùng sự phối hợp giữa Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lễ bế mạc trao giải diễn ra vào 16 giờ ngày 25 tháng 10 tại trường quay S1 Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV, livestream trên các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.